Bước vào đầu năm 1991, những diễn biến của tình hình thế giới và trong nước đã đem lại nhiều bất lợi cho Đảng, đất nước và nhân dân ta. Các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá điên cuồng cách mạng Việt Nam, kích thích đa nguyên, đa đảng đối lập, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, công khai đề ra mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Ngày 24 tháng 6 năm 1991, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đại hội khẳng định tiếp tục sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã khẳng định. Để thực hiện được hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng phải có một ban chấp hành trung ương vừa vững vàng về chính trị, vừa năng động sáng tạo, đủ sức lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tranh thủ được thời cơ đưa đất nước tiến lên. Và ông đã được toàn đại hội trao cho gánh trách nhiệm làm Tổng Bí thư của Đảng. Sau khi mà nhận cái chức Tổng Bí thư được vài ba tháng thì Liên Xô sụp đổ. Thì nó tác động rất mạnh đến trong nội bộ Đảng và trong toàn dân. Thì tôi có mời Bộ Chính trị, sau đó mời Trung ương đến để nhận định cái tình hình và nguyên nhân. Ngay sau hội nghị, Bộ Chính trị ra chỉ thị số 02 CTTU ngày 16 tháng 9 1991 về nhận định tình hình của Liên Xô và nhiệm vụ của chúng ta. Ông đã tham dự và phát biểu một loạt những vấn đề quan trọng tại nhiều hội nghị đảng cấp tỉnh, thành phố để truyền đạt nội dung nghị quyết của Bộ Chính trị và củng cố niềm tin cho toàn đảng, toàn dân vào chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử đối với đất nước và dân tộc ta. Cần nhấn mạnh rằng đây là sự lựa chọn của lịch sử. Chẳng lẽ bao nhiêu thành quả cách mạng gìn giữ được của biết bao thế hệ người Việt Nam lại đem trao vào tay những lực lượng đưa đất nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa? Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, tinh thần của nhiều cán bộ đảng viên đã đi dần vào thế ổn định. Làm thế nào để vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và những điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam? Câu hỏi đó đã đặt ra cho ông trong nhiều đêm mất ngủ. Và ông, người thuyền trưởng lão luyện, bản lĩnh vững vàng, đã chớp đúng thời cơ cách mạng. Ông cho in gấp tuyển tập Mác Angel Lênin, tuyển tập Hồ Chí Minh, phát hành đến các đảng ủy từ trung ương đến cơ sở, trường học, các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, để mọi người cùng học tập, hiểu biết một cách sâu sắc chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Là Tổng Bí thư, ông đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng. Ông nêu, chỉnh đốn Đảng và rèn luyện đảng viên là cái nền của việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Ông viết nhiều vấn đề quan trọng như đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là vấn đề bức thiết để nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Đảng. Và ông coi việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm thường xuyên của Đảng. Ngay sau đại hội, ông đã đề xuất với Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đạo luật cơ bản làm cơ sở pháp lý cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta phải sửa đổi mấy cái cơ bản Hiến pháp năm 1980, sửa đổi những quy định không còn thích hợp, bổ sung những quy định mới. Đó là yêu cầu cấp bách đặt ra cho toàn đảng, toàn dân mà trực tiếp là cho Quốc hội. Cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, là văn bản pháp luật cao nhất của nhà nước. Hiến pháp sửa đổi, thể chế hóa đường lối cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ. Đồng chí Đỗ Mười trăn trở suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào để đẩy lùi suy thoái đạo đức lối sống, khắc phục cái tham nhũng quan liêu
trong bộ máy đảng và nhà nước. Đồng chí đã đi nghiên cứu thực tế ở nhiều cơ sở, ngành và địa phương. Đồng chí rất tâm đắc lời dạy của Bác Hồ, chống tham nhũng quan liêu phải dựa vào dân. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đồng chí tìm đến với Lenin, muốn có chủ nghĩa xã hội phải kiểm kê kiểm soát sản xuất và phân phối. Để kiểm kê kiểm soát phải dựa vào công nhân và nhân dân lao động. Từ những nghiên cứu và suy nghĩ ấy, đồng chí là người khởi xướng quy chế dân chủ ở cơ sở. Phải dựa vào dân, phát huy dân chủ từ cơ sở, động viên nhân dân tham gia, kiểm tra, giám sát, phê bình, giáo dục cán bộ đảng viên, chống tham nhũng quan liêu. Nhất trí cao với đề xuất của đồng chí, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 30 về quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ thị về quy chế dân chủ cơ sở ra đời, được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, đã đem lại những hiệu quả rõ rệt. Nếu được triển khai rộng khắp và đi vào chiều sâu, chắc chắn sẽ là một đóng góp tích cực vào việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi tham nhũng quan liêu. Ông đặc biệt quan tâm tới những vấn đề mang tính chiến lược như làm thế nào để chăm lo đào tạo và bồi dưỡng con người, vai trò của trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước. Phát biểu tại hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 7, ông nêu: chúng ta cần hiểu sâu sắc những giá trị lớn lao và có ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo. Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải quán triệt việc chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. Đồng chí Đỗ Mười thì có rất nhiều lĩnh vực, nhưng mà riêng về lĩnh vực khoa học thì lần đầu tiên tôi được đồng chí nói những cái điều mà theo tôi hết sức là cơ bản. Đồng chí Đỗ Mười nói rằng cái khoa học phải trở thành cái nền tảng và là cái động lực để thúc đẩy sự phát triển xã hội, phát triển đất nước ta, mà đặc biệt là về khoa học xã hội và nhân văn. Bí thư Đỗ Mười đã nhiều lần đến trung tâm, mà khi đến trung tâm thì bao giờ với thái độ rất là gần gũi, cởi mở và thẳng thắn. Đồng chí rất là muốn được thảo luận với các nhà khoa học, thậm chí là muốn được tranh luận một cách thẳng thắn. Và chính nhờ cái thái độ như vậy, cho nên đồng chí Đỗ Mười đã có cái sức cổ vũ, khuyến khích các nhà khoa học, trước hết là khoa học xã hội, phải mang hết cái sức sáng tạo của mình, tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất về Đảng Nhà nước ta những vấn đề rất là cơ bản. Ông hiểu rõ rằng sự nghiệp xây dựng đất nước đòi hỏi mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân làm nền tảng, đoàn kết mọi người trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Nhiều người còn nhớ câu nói của ông tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9, trong đó có đoạn: đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, đoàn kết đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, xóa bỏ mặc cảm, xóa bỏ hận thù, nhìn về tương lai. Tất cả đều nhằm mục tiêu cùng nhau phấn đấu vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do của nhân dân, hạnh phúc của đồng bào. Và tại buổi gặp mặt thân mật các kiều bào Việt Nam về thăm quê hương nhân dịp Tết dân tộc, ông lại nhắc những lời nhắn đó. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến những vấn đề dân tộc và miền núi, coi đó là sự thể hiện trung thành của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Văn kiện Đại hội lần thứ 7 khẳng định: đoàn kết, bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp của mỗi dân tộc là chính sách nhất quán của Đảng ta. Với đường lối đúng đắn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, mức tăng trưởng kinh tế bình quân ở các vùng dân tộc và miền núi trong 10 năm, từ 1989 đến 1999, tăng từ 8 đến 10%. Số hộ đói nghèo giảm từ 2 đến 3%. Đã hình thành những vùng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa như cây chè ở miền núi phía Bắc, cà phê ở Tây Nguyên, cây quế, cây hồi ở Yên Bái, Lạng Sơn, v.v.
trong lĩnh vực báo chí, phát thanh và truyền hình, ông hết sức quan tâm. Nói chuyện với các nhà báo, ông căn dặn: trách nhiệm hàng đầu của nhà báo Việt Nam ngày nay là trung thành với nhân dân, phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ông dành nhiều tình cảm cho đội ngũ những người làm công tác sáng tạo văn học nghệ thuật, y tế, giáo dục. Ông đi thăm các trường đại học, trung học, bệnh viện, v.v. để từ những thâm nhập thực tế rút ra cho mình và cho Đảng những kinh nghiệm lãnh đạo và sử dụng đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ của thời đại mới. Với thanh niên, ông hết sức chăm lo và đặt nhiều hy vọng. Ông thường tâm niệm rằng, nước nhà thịnh hay suy, phần lớn cũng là do thanh niên. Cuốn sách ông viết, lý tưởng của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là tất cả những gì ông gửi gắm vào thế hệ trẻ. Tháng 12 năm 1992, pháp lệnh Mẹ Việt Nam Anh Hùng do ông khởi xướng được thực hiện đã đem lại niềm vui cho hàng chục vạn người mẹ Việt Nam có con hy sinh vì Tổ quốc. Ông đã từng đánh giá và khẳng định, thời kỳ nào phụ nữ Việt Nam cũng ghi tên tuổi sáng ngời gắn liền với lịch sử dân tộc. Từ đó ông nghĩ ra ý tưởng phải phong tặng Mẹ Việt Nam Anh Hùng và ông đã đề xuất với Đảng, Nhà nước tiến hành thực hiện. Với cương vị là Tổng Bí thư thì đồng chí đã luôn luôn quan tâm, theo dõi, chỉ đạo phong trào phụ nữ và tham dự các hoạt động lớn của hội trong những ngày lễ lớn và trong đại hội. Thì đồng chí Đỗ Mười dù bận trăm công nghìn việc nhưng mà vẫn dành thời gian rất là thích đáng cho hội phụ nữ và trong phong trào phụ nữ. Với phong trào của hội, đồng chí đã chỉ rõ hoạt động của hội phải đi vào chiều sâu, phải có tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để mang lại nhiều quyền lợi hơn nữa cho phụ nữ và trẻ em. Với ông, sự nghiệp đổi mới đất nước đó là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để thực hiện chính sách ngoại giao của Đảng, Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới. Với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, ông đã có hàng loạt hoạt động ngoại giao hữu hiệu. Cuộc đi thăm chính thức Trung Quốc của đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước ta do Tổng Bí thư Đỗ Mười dẫn đầu đã thành công tốt đẹp, đánh dấu sự bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, mở ra thời kỳ mới trong phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, ông đã đi thăm hàng loạt các nước trong khối ASEAN để đàm phán bình thường hóa quan hệ. Tháng 7 năm 1995, Việt Nam đã gia nhập ASEAN với tư cách thành viên chính thức. Ông cũng đã đi thăm các nước như Australia, New Zealand, các nước thuộc Liên minh châu Âu, các nước công nghiệp phát triển, khôi phục quan hệ bình thường với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế. Tiếp tục phát triển mối quan hệ kinh tế, thương mại với Liên bang Nga, các nước thuộc Liên Xô trước đây và các nước Đông Âu dưới hình thức mới, cơ chế mới. Mở rộng, phát triển và hợp tác quan hệ hữu nghị với các nước châu Mỹ Latin, châu Phi, Trung Cận Đông cũng đang phát triển thuận lợi. Với sự mềm dẻo của đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, tháng 2 năm 1994, Hoa Kỳ đã chấm dứt chính sách cấm vận đối với Việt Nam, đi dần tới quan hệ ngoại giao bình thường và quan hệ thương mại đầy đủ. Mùa hè năm 1996, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng đã khai mạc tại Hà Nội. Đọc báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Đỗ Mười nêu: nhìn tổng quát, công cuộc đổi mới 10 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ do Đại hội 7 đề ra cho 5 năm 1991-1995 đã được hoàn thành về cơ bản.
có được những thành tựu của quá trình đổi mới phải kể đến công sức của toàn đảng, toàn dân đã đồng tâm hiệp lực xây dựng và sáng tạo nên. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ông, người Tổng Bí thư của Đảng, người đứng mũi chịu sào, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Và ông, người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã không phụ lòng tin của nhân dân, của Đảng. Một lần nữa, ông lại được toàn thể đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8. Cái mốc mà có ý nghĩa nhất là sau Đại hội 6, lần thứ 6 của Đảng. Quá trình đó là quá trình mà giữa tôi, anh Mười, đồng chí Đỗ Mười cộng tác với nhau, có thể biết nhau, gần gũi với nhau rất nhiều. Nếu nói cái mức mà tận tụy đó, thì tôi gần gũi đồng chí Đỗ Mười đó, nó không đủ diễn tả cái sự tận tụy của đồng chí Đỗ Mười. Thì tôi thấy đồng chí Đỗ Mười ít có khi nào thỏa mãn với cái việc đã làm được. Cũng như cái thời kỳ mà đồng chí làm Tổng Bí thư, nhiệm kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư, không hề đồng chí thấy bộc lộ ra là cái mức đưa đất nước lên một cái bước cũng có thể nói là rất quan trọng. Và theo tôi biết là ngay tới bây giờ, sau khi đại hội 9 rồi đó, không còn tiếp tục làm cái trách nhiệm cố vấn nữa. Nhưng mà thực sự tôi biết là đồng chí Đỗ Mười không có một cái thay đổi gì khác mà vẫn là tiếp tục đóng góp cho sự lãnh đạo của Đảng cũng như là của nhà nước một cách liên tục. Mà ở đó là cái mà có thể nói rằng cái sự không mệt mỏi của một cái nhà hoạt động cách mạng lớn như đồng chí Đỗ Mười. Đổi mới, con thuyền cách mạng vẫn lao đi trong đổi mới, vượt qua bế tắc, khủng hoảng, khó khăn để đổi mới, hiện đại hóa và xây dựng đất nước. Những vận hội và thời cơ mới, con thuyền đó nhiều lúc đã phải chịu đựng sự va đập của sóng to và bão lớn. Nhưng như thép đã tôi vào lửa, con thuyền ngày càng tiến những bước vững chắc hơn. Những phố phường rực rỡ ánh đèn, muôn màu khoe sắc, những khu công nghiệp, nhà máy đang hồi sinh và phát triển, các em học sinh đang buổi tan trường, những tà áo dài màu trắng chứa chan hy vọng. Niềm vui đối với ông là gì? Chỉ có công việc của cách mạng giao phó. Ông thức dậy từ 3 giờ sáng, đọc sách, nghiên cứu tài liệu, tìm hướng để xử lý những vấn đề khó khăn phức tạp. Có thể nói rằng đồng chí Đỗ Mười là một trong những cái người đã gây cho tôi những cái ấn tượng không thể phai và những tình cảm rất sâu sắc về người Cộng sản. Tôi nhớ là ông Khổng Tử có nói rằng người ta có 3 điều hiểu biết và từ đó có 3 loại trí thức. Một loại là sinh ra đã biết, một loại là do lăn lộn trong cuộc sống khốn khổ mà biết, và thứ 3 là do học tập mà biết. Thì tôi thấy rằng ở đồng chí Đỗ Mười đã tập trung vào bản thân đồng chí 3 loại trí thức đó. Từ đó đến nay có thể nói là 6-70 năm rồi thì không lúc nào đồng chí mà rời cái học tập cả. Cho nên là trong nhà cái tủ sách của đồng chí thì trước kia còn ít, dần dần nó mở rộng ra. Bây giờ có thể là cái căn phòng mà rộng lất ở trong nhà của đồng chí dành làm cái thư viện. Cho nên cái suốt đời đồng chí đọc sách, những người cách mạng mà đọc sách là học cho vì sự nghiệp của cách mạng và học cho bản thân của mình. Đồng chí đã có gần 70 năm tự học mà có thể nói là đồng chí là một trong những người học nhiều nhất, mà học nhiều nhất. Người ta bảo, ông càng đến gần gian khổ khó khăn, càng có những quyết định sáng suốt và kịp thời. Ông đi nhiều, đến từng cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe mọi ý kiến nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Việc gì cần quyết định, ông quyết định ngay,
không chần chừ nấn ná. Ông là người nhạy cảm, bề ngoài tưởng ông khó gần, nhưng ẩn sâu trong ông lại là một trái tim và một tấm lòng nhân hậu thủy chung với bạn bè, đồng chí. Ông dễ cảm thông trước những niềm vui nỗi khổ của mọi người. Ông là người chồng, người cha trọn tình vẹn nghĩa. Tất cả thời gian rỗi rãi, hiếm hoi, ông đều cố gắng dành trọn cho gia đình. Người bạn đời sau này của ông, bác sĩ Tạ Thị Thanh, một người phụ nữ nhuần nhụy, dịu dàng, đã gắn bó với ông từ những ngày khó khăn gian khổ ở khu tả ngạn. Do đau ốm đã giã từ ông và các con từ những năm đầu thập kỷ 90. Giờ niềm vui hạnh phúc gia đình của ông là 4 người con, trai, gái, dâu rể và 5 đứa cháu nội ngoại. Những lúc thư thả, ông thường chơi đùa với các cháu, tình cảm ông cháu gắn bó quấn quýt không rời. Vì tuổi cao sức yếu, ông đã trao lại chức vụ của mình cho các đồng chí thế hệ kế tiếp trong đảng. Nhưng ông vẫn tiếp tục đóng góp sức lực của mình cho đảng, cho nhân dân. Và tất cả các đồng chí, bạn bè chiến đấu vẫn dành cho ông những tình cảm sâu đậm nhất, những bó hoa đẹp nhất vào ngày sinh nhật hàng năm của ông. Đó cũng là tất cả những gì mà ông mong ước.